Xin chào, hiện giờ mình đang có mặt tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu ở trong ngày hôm nay, ngày mới nhất trong tháng 6 này. Và để chính là bên trong khu vực phòng áo của nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu. Trong những ngày tới thì khu vực phòng áo của nhà thờ sẽ được sơn. Và hiện tại thì xung quanh nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu đã được sơn xong. Trong video sau mình sẽ giới thiệu toàn cảnh bên ngoài nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu cho tất cả mọi người cùng xem và tham quan. Và đây chính là bên trong khu vực ở dàn cung thánh này. Thì bên trong dàn cung thánh thì các bác thợ đang lắp dàn giáo và vẫn tiếp tục làm khu vực ở cửa võng ở bên trong nhà thờ. Sau đó thì sẽ hoàn thiện bộ tòa chính của nhà thờ chính tòa ở giáo phận. Và trong khu vực gian cung thánh thì có tòa thánh Đa Minh, quan thầy đệ nhĩ của giáo phận Bùi Chu. Và các video trước thì mình có nói quan thầy đệ nhất của giáo phận Bùi Chu chính là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tối. Và ngày đại lễ được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 12 hàng năm tại đền Thánh Phú Nhai, hay còn gọi là Tiểu Vương Cung Thánh Đường. Và phía dưới tòa Đức Mẹ thì cũng là phòng áo ở hai bên. Và khu vực ở dưới đây thì người ta đã hoàn thiện xong bộ cửa. Và đây chính là khu vực phía cuối nhà thờ, gồm 3 cửa cuối được làm bằng gỗ lim nguyên khối và được chạm trổ hoa văn. Và đây chính là tường xung quanh này và nền. Và bây giờ thì cửa cuối của nhà thờ đã được bọc một lớp bạt để tránh bụi. Và đây chính là toàn cảnh bên trong nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu, gian giữa, gian chính. Và nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu trước đây được hạ giải vào năm 2020. Và đến bây giờ đã được 4 năm. Và chính thức được 4 năm thì sẽ tính vào tháng 8 năm nay. Thì nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu kỷ niệm xây dựng nhà thờ với 4 năm xây dựng. Và sau 4 năm thì nhà thờ chính tòa Bùi Chu được hoàn thành rất là nhanh chóng. Ở phía trước nhà thờ này có kỳ đài Na Vang, và toàn bộ khán đài phía trước tháp chuông của nhà thờ đã được hoàn thành. Và đây chính là toàn cảnh trên trần của nhà thờ ở những họa tiết hoa văn. Sau 2 năm thì tất cả các họa tiết hoa văn cũng như phần gỗ đã sống màu và đã khá là cổ kính. Và đây chính là bên trong tháp chuông, ở phần ô cửa vẫn chưa được nắp. Và khu cửa ra vào ở bên tháp chuông phía nam, bên trong thì tất cả đã ốp đá cũng như nan nền. Và hiện tại thì còn mỗi cửa võng cũng như tòa chính của nhà thờ được hoàn thành nữa thì nhà thờ chính tòa Bùi Chu sẽ chính thức xong nhà thờ. Và mình sẽ còn thường xuyên về nhà thờ chính tòa Bùi Chu để giới thiệu cũng như quay chi tiết nhất để tất cả mọi người cùng xem và tham quan bên trong nhà thờ. Ở mỗi ngày một thay đổi, ở mỗi ngày nhà thờ Bùi Chu sớm được hoàn thành hơn. Và bên trong nhà thờ thì các đèn chùm đã bắt đầu được treo.
và đây chính là trên xa nhà thờ này và xung quanh tường của nhà thờ bên trong đã được sơn. Và toàn bộ các cửa sổ cũng như cửa chắn thông đã được hoàn thành. Phần trên cửa sổ ở trên ở tường hai bên của nhà thờ người ta lắp kính trong để lấy ánh sáng từ bên ngoài vào bên trong cho ngôi thánh đường được sáng sủa hơn. Và đây chính là các em chung ở gần khu vực gian cung thánh của nhà thờ chính tòa giáo phận Huỳnh Chu. Và theo mình nhìn thấy thì mỗi ô, mỗi gian có một đèn chùm khác nhau. Và đây chính là toàn cảnh khu vực gian cung thánh này đang hoàn thành sớm nhất có thể để bà con giáo dân có một ngôi thánh đường khang trang và sạch sẽ và rất là cổ kính theo thời gian. Và đây chính là bậc của nhà thờ. Và để tiến lên gian cung thánh thì mất tầm khoảng 4 bậc. Và đây chính là toàn cảnh nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu bên trong. Và sau khi nhà thờ Bùi Chu được hoàn thành xong phần gian cung thánh thì tất cả ghế ở bên trong nhà thờ sẽ được kê để cho bà con giáo dân về tham dự thánh lễ cũng như giờ cầu nguyện. Và khu vực gian cung thánh thì người ta làm xuyên suốt ở hai bên cung thánh này sang bên cung thánh kia nền cao bằng nhau, rất là thuận tiện cho các thánh lễ lớn có đông cha trong giáo phận Bùi Chu về tham dự thánh lễ, cũng như các thánh lễ truyền chức linh mục cũng như phó tế ở bên trong nhà thờ thì sẽ rất là rộng rãi, thuận tiện hơn cho thánh lễ truyền chức. Và đây chính là mẫu tòa 14 đảng thánh giá bên trong nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu. Ở trên các tường hai bên của thân nhà thờ bên trong. Và mình sẽ còn thường xuyên về nhà thờ chính tòa giáo phận Bùi Chu để cập nhật mới nhất. Mọi người nhớ đăng ký và nhấn thông báo để đón xem các video tiếp theo về nhà thờ chính tòa của giáo phận Bùi Chu. Xin chào.